Ca Diếp về sống cùng tăng đoàn, không đi khất thực nữa vậy sư. Nhân tiện cho con hỏi những bài kinh nói về tấm gương của ngài Ca Diếp. Tại sư rất là khổ là quý vị hỏi cái chỗ này là sư có giảng nè, nhưng mà sư không hề nói rằng Đức Phật nói kêu ngài Ca Diếp là đừng đi khất thực nữa. Mà quý vị nghe nghe cái kiểu gì mà bây giờ quý vị phân ra thành là không đi khất thực nữa hả? Hiểu cái kiểu này rồi mai mốt gì nói là ông sư Hạnh Tuệ ông nói là Phật kêu ngài Ca Diếp đừng đi khất thực nữa là thôi chết rồi đấy. Và sẵn sư nói luôn, trước khi trả lời câu hỏi sư nói luôn, hôm bữa đó, cũng trong cái trong một cái buổi giảng sư có nói là cái chuyện ăn uống lành mạnh á là ăn nhiều rau củ đấy, và cá nhân sư bây giờ sư cũng ăn nhiều rau củ à, vì cái sức khỏe sư cũng ăn nhiều rau củ à. Vậy đó mà có người họ phân ra được là ông sư Hạnh Tuệ ăn chay, rồi họ nói với sư là con nghe sư nói là sư ăn chay con hoan hỷ quá, trời ơi sư nghe sư hết hồn. Vì thế là cái tâm chúng sanh á nó phân một đó ra 10, mà vừa nghe mình nói xong nha, vừa nghe mình nói xong đấy, rồi hôm nào đó ông thấy ông sư Hạnh Tuệ ông không ăn chay, rồi là có khi là ông nói là ông này ông nói đằng ông làm nẻo, rồi bắt đầu là lớn chuyện ra đấy. Nên nói trước cái bài kinh đó đó, đây nè, đây đâu này, đây ha, là bài trở về già trong tương ưng Kassapa. Đây tương ưng Kassapa đấy này. Đây này, hãy mang những y bát cho đây là hãy thọ dụng các thức ăn được mời và ở gần bên ta đấy, tức là vẫn đi khất thực bình thường ha, vẫn đi khất thực bình thường, nhưng mà đó không có cái kiểu mà hành như cũ nữa, tức là mặc y phấn tảo thì vẫn mặc, nhưng mà khi mà gia chủ cúng y đó, cúng y áo á, thì nên thọ dụng đi, tại vì ông đã già rồi đấy. Đi khất thực thì vẫn đi khất thực, nhưng mà khi nào mà có trai tăng á thì cũng nên nhận lời mời và ở gần bên Đức Thế Tôn. Thì ngài Kassapa ngài mới nói là đó, từ lâu ngài đã quen cái cách sống mà ít muốn biết đủ rồi đấy. À, quý vị có thể đọc lại cái bài kinh này. Còn những cái bài kinh mà nói về tấm gương của ngài Ca Diếp thì nó như thế này ha, quý vị copy cái tên của ngài ha, tìm kiếm ha, đấy thấy không đây đó, copy cái tên của ngài ha, bấm vào tìm kiếm ha, tìm kiếm đấy, thì nó sẽ ra những cái bài kinh về ngài ha, những cái bài kinh về ngài đấy, như Trưởng Lão nè, U Đề Ná nè, rồi Tăng Chi nè, ấy giờ Tương Ưng nè đấy, rồi Trung Bộ Tăng Chi đấy, có rất là nhiều ha, có rất là nhiều, có tổng cộng là đây họ tìm thấy là 84 chỗ đấy. Cái trang đó là trang Sutta Sencho, sư đã nói rất là nhiều rồi,